Chào anh em nhá. Đi khám bệnh rắn tiếp. Đang ở nhà đi. Đang lên đồi. Thăm cái đầu tiên nhá. Lấy cái que đi để... gạt mấy cái bụi rậm đấy này. Nhấc lồng ra cho nó an toàn. Video của mình hơi trống rỗng nên anh em xem thông cảm nha. Cái đầu tiên ở đây nha. Hay gốc bụi tre. Cháy mấy cái dây điện. Đi qua bụi tre. À đây là bụi rùng chứ nhỉ? Ở rùng, đây là bụi rùng nhá. Đây hôm trước ở đây có con gì nó phá lồng. Ghê vãi chưởng. Rồi, lại hổ mang. To luôn. Ngon luôn anh em ạ. Anh Nam ơi, hàng ngon anh Nam ơi. Ui. Phải hôm trước mày phá lồng của tao không? Ấy ấy ấy. Đi ra chỗ sáng hơn cho anh em xem nhé. Nó đang quấn, đừng bỏ ra ngoài nhé. Con này nó chỉ tầm 2 lạng hơn thôi. 3 lạng. Ok, xách ra ngoài cho anh em xem nhé. Thấy bành của nó rồi. Cái này không cho thuốc này. Cái này vẫn đánh thính nhưng mà hộ đánh từ thính từ hôm mùng 29 trời mưa nó ướt. Ui, cẩn thận nhé. Đây cho anh xem. Ngừng ở đầu đây. Chính tỏ đây còn một ổ đen cả anh em ạ. Dính rồi nhá, cái đầu tiên. Hôm nay trúng mánh rồi. Không biết trúng mánh hay không, con đầu tiên dính rồi. Xem cái đầu tiên dính rồi nhá. Tí về bóc cho xem cho anh em xem kỹ hơn nhá. Ok. Ui, tiền xây. Thôi, chắc anh em cũng không thấy rõ đâu. Có cam nè. Thăm cái thứ hai nhá. Cái này xách về. Để đâu nhỉ? Xách về để gốc cây kia nhá. À. Khoảng 2 lạng hơn. Xách hổ mang này cứ phải cẩn thận anh em. Hiểm lắm. Thôi tạm dừng ở đây mang luôn về nhà nhé. Đây, ở đây cho anh em xem luôn. Ui, nặng quá. Gãy mẹ nan lòng. Đi thăm cái tiếp theo nhé. Cái thứ nhất này sẽ để mang về để nhà nhé. Nằm nào ở rừng mới rồi. Ok, đến cái thứ hai nhé anh em ơi. Trong này này. Đấy, nhìn hướng que mình chỉ nhé. Hướng này không khả thi vào cái hướng mình đặt ở búi dùng anh em ạ.
Đây rồi anh em ơi. Đây. Có kiến, có kiến, có kiến. Chắc có hà. Ui. Xuống nha. Không dính. Có kiến phải có hàng đây nha mọi người. Đặt lại nha. Cái thứ ba nhá, lại đạn rừng. Cái thứ ba nha em nhá, bên dưới này này. Dưới kia. Đấy. Nguồn cóc. Còn nguyên cóc anh ạ. Thôi, cái thứ tư. Cái thứ tư trên ngay trên búi tre kìa. Ngay trên búi tre đấy, trên đường cái bể mỗi hôm ấy. Lại tạm dừng nhá, phải lên đấy. Lên đấy cho đỡ tốn thời gian của anh em xem. Đây, ra gần đến nơi rồi. Thông báo cho anh em biết là video này mình đi thăm ngẫu nhiên nhá, chứ không phải là đi thăm trước rồi đâu. Vài ba cái video về trước là mình cũng đi thăm ngẫu nhiên rồi, chứ không phải là mình thấy dính thì mình mới đi thăm đâu. Ồ, cái này không khả thi rồi anh em ạ. Đây, cái biển nước nha. Cóc còn nguyên anh em ạ, không khả thi. Mình còn hai cái anh em ạ. Chọc rồi. Ông mình đánh ở đây một lần rồi. Cách đây không lâu được con hổ trâu, à nhầm, hổ mang 8 nặng sao ấy. Đây, cái tiếp theo nhá. Cái này chó đấy, nó nhỏ thôi. Còn một cái nữa ngoài đồng nhá, tí mình quay sau cho anh em. Cái này quay nó nhẹ nhàng thôi nhá. Đến đoạn này mình sẽ phóng to tiếng cho anh em nghe rõ nhá. Chó cắn đít tai lắm ấy. Ngay trên này, ngay trên này. Còn nguyên. Rồi, nữa. Cái tiếp theo nhá. Lại dừng nhá, đến mình sẽ quay. Ở mương này có cả rô phi này anh em này. Chỗ con cua ấy. Đây này, đấy. Bé bé này có cả rô phi. Đây. Thôi nhá, đi ra chỗ kia. Quay luôn từ đây đỡ phải cắt. Rất nhiều cá. Thấy gì chưa? Anh em thấy gì chưa? Căng vãi trưởng. Đi thăm bẫy để gặp ghét nhất là chó. Điếc tài lắm.
đấy nha, trong kia đấy, trong cái đầu ấy mình chỉ đầu que. Thăm đường đã. Nhẹ lắm. Xịt rồi. Còn nguyên cốc. Đặt lại. Kết quả hôm nay của mình là được cái đầu tiên nhé. Có mấy cái nhỉ, để mình điểm danh lại đã. 1 này, 2 cái ở bể này, 2 cái gì rồi nè, 6 đâu, 5 chứ, ừ 5 cái nhá. Hết cốc rồi, qua đi soi cả tối được con. Cái chỗ vừa là con hổ mang, chỗ đấy nhạy lắm các bạn ạ. 2 hổ mang, 1 hổ trâu chỗ đấy rồi. Căng không? Thôi nhá, dừng nhá, về mình quay con đấy cho xem. Hàng đây, anh Nam ơi. Cùng với anh em cùng xem nhá. Bé rồi, ở trên chỗ em không có to đâu anh Nam ạ. Xây ngon sơ luôn, mỗi tội ở cổ nó vẫn trắng. Chắc ba lạng anh ạ. Em xì luôn con này, xem nói nào là hổ mang đâu. Chó à, xem nói là hổ mang trắng không nhá. Ui, nhân xì thôi. To phết đấy. Không bé đâu. Ra. Ok, để ông thợ hôm nay xem ông thợ nói như nào nhá. Anh Nam cùng mọi người xem nhá. À, nhân tiện nói luôn là anh em nào ở Thái Nguyên thu mua rắn ở giá cao thì liên hệ với mình với nhá. Mình không có đầu ra, anh em nào liên hệ mình để cho đầu ra, nhưng mà giá hợp lý nhá, giá rẻ quá thì mình cũng không bán đâu. Ok, thôi nhá, tạm dừng nhá.